OK rồi mình sẽ tới với cả bài dịch thứ hai, "Mau Polylus Ocean Navigator". Uh, Từ "Ocean" là đại dương này, "Navigator" sẽ là định um, định vị hoặc là điều hướng, tức là người mà có thể um, định vị và tìm được đường ở trên đại dương. Màu sailed from uh, Hawaii to Tahiti using traditional methods", tức là mau đã bơi đã bơi thuyền từ Hawaii đến Tahiti mà chỉ sử dụng phương pháp truyền thống. Vào đầu năm 1976, Mau Paulilos, một người đánh cá, đã dẫn đầu một đoàn thám hiểm. Mà trong cái đoàn thám hiểm này, thì anh ấy bơi thuyền trên một con thuyền Polynesian truyền thống đi dọc 2.500 dặm ở trên đại dương từ Hawaii sang Tahiti Và uh, Hiệp hội uh, Bơi lội thuyền của Polynesian Đã tổ chức ra Cuộc thám hiểm này Mục đích của cuộc thám hiểm này là để tìm xem Liệu uh, Những cái người mà đi biển Trong thời quá khứ xa xưa Họ có thể tìm được Cái đường từ một hòn đảo này Sang một hòn đảo khác Mà không có các cái thiết bị định vị hay không ở đây người ta dùng từ could have a file tức là có thể làm hay không đây là một dạng um, động từ uh, could cộng với cả hiện um, phân từ hoàn thành để diễn đạt một cái hành động là đoán trong quá khứ nhé ok tiếp này navigational instruments tức là các cái thiết bị định vị ok hay là liệu người ta đã làm sao người ta đã có thể đi tới những cái hòn đảo này chỉ bằng tình cờ. Thế nên lần này Mau là người duy nhất còn sống, biết được cách làm thế nào để định vị chỉ bằng việc là quan sát những vì sao, gió và biển. À, anh ta chưa bao giờ bơi thuyền tới Hatay đi trước đây. Và đây là một chuyến đi rất là dài, đi về phía Nam. Tuy nhiên, anh ta hiểu rằng, anh ta hiểu được cách thức mà gió hay là biển vận hành xung quanh một hòn đảo, thế nên anh ta rất là tự tin là anh ta có thể tự tìm được đường và chuyến đi này đã uh, khiến cho anh cùng cái uh, đoàn thủy thủ của mình mất tận một tháng để có thể hoàn thành nhưng mà anh ta đã hoàn thành mà không cần phải có la bàn hay là không cần phải có bất cứ một cái biểu đồ nào uh, ông của uh, anh chính là người đã uh, bắt đầu cái nhiệm vụ dạy học dạy cho anh ấy biết làm thế nào để định vị khi anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ và uh, ông đã chỉ cho anh là những cái hồ nước ở trên bãi biển để dạy anh cách làm thế nào mà những cái ngọn sóng hay là những cái cơn gió nó sẽ thay đổi theo những uh, hướng khác nhau và sau đó thì mau đã sử dụng những vòng tròn của đá để ghi nhớ vị trí của các vì sao và mỗi một hòn đá được để ra ở trên bãi ở trên cát thì là đại diện cho một ngôi sao Chuyến đi này đã chứng minh được rằng uh, những cái người đầu tiên đến hòn đảo Hawaii là đến đây bằng những chiếc thuyền nhỏ và định vị bằng cách là có thể đọc được hướng đi của biển và những ngôi sao. Bản thân mau sau đó đã trở thành một giáo viên rất là tận tụy để truyền lại bí mật được uh, học từ uh, truyền thống của mình cho những cái người của nền văn hóa khác để mà kiến thức của anh sẽ không bao giờ bị mai một và anh cũng giải thích rằng uh, uh, anh cũng giải thích những vị trí của những ngôi sao cho học sinh của mình thế nhưng mà anh cho phép học sinh có thể ghi lại mọi thứ bởi vì anh biết rằng là uh, học sinh sẽ không thể nào mà có khả năng nhớ được mọi thứ nhưng mà như anh đã từng làm